Hello, xin chào. Hôm nay mình sẽ khui bó mấy con đồng hồ Tommy săn sale cho mấy bạn xem nha. Giá rất là rẻ luôn, giá rất là mềm nha mấy bạn. Đây, đây tất cả hàng của mình đều mua tại siêu thị rất là nổi tiếng ở Mỹ nha. Này ở Mỹ, này là hàng săn sale Mỹ nha mấy bạn. Con này giá tát của nó nếu mà không sale, nếu không sale giá tát của nó tới 150 mấy đô, là gần về tới đây thuế má này nữa rồi phải 4 triệu mấy nha mấy bạn. Mà mình săn sale rất là rẻ, chỉ có nửa giá thôi ạ. Coi mấy bạn xem. Mấy bạn thích hàng hàng chuẩn mà săn sale giá rẻ, mấy bạn cứ follow kênh của mình nha. Cái hộp của nó, cái box của nó sẽ có cái giấy bảo hành ở phía trong nha mấy bạn. Tommy thì thường là bảo hành, mình giá săn sale của mình chỉ mua hộ thôi, nên mình sẽ không có bảo, mình sẽ không có nhận bảo hành nha mấy bạn. Mấy bạn muốn bảo hành có hư hỏng gì thì mình sẽ hỗ trợ mấy bạn ship về Mỹ để bảo hành. Nhưng mà mình bán cái này cũng rất là nhiều rồi, mình thấy chẳng có ai bảo hành gì hết á, tại vì nó không có hư. Đây đây là hàng xịn mà. Đây mấy bạn ơi, đây đẹp, nó còn cái lớp lớp ni lông á, nó phủ ở trên mặt mình chưa bóc ra thôi. Xem ở trong tàn phổi. Dây silicon bền ạ. Tất cả này là đồng hồ xài pin nha mấy bạn. Đồng hồ xài pin thì mấy bạn hết pin mấy bạn cứ mang đi thay thôi ạ. Sale rất là rẻ luôn á. Tiếp nè, mình tiếp mình con này. Đây là có chữ guarantee, thì cái chữ này là chữ da thực nha mấy bạn, đây là da thực chứ không phải giả giả.
này ghi chữ gia thực này, bên này ghi chữ thơm mì này, đây là bên trong của nó, cái mặt mình làm răng làm được rồi. Đây là cái mặt của nó này, đẹp quá trời luôn nha bạn. Bên hông đồng hồ này, nếu mà mấy bạn muốn săn sale á thì phải là 3-4 triệu mới mua được nha. Còn nếu mà giá người ta săn về Việt Nam, người ta mua ôm hàng mà người ta bán luôn cái gói bảo hành cho mấy bạn, thì mấy bạn mới mua mấy con này phải là 4 triệu mới có giá bảo hành cho mấy bạn. Còn mình mà mình săn sale giá rẻ cho mấy bạn thì mình chỉ hỗ trợ ship về thôi, chứ mình không có bảo hành tại Việt Nam nha mấy bạn nha.